sáng bắt mấy con chim mình vào nè. Con chim mái này thì về Long An ha. Còn hai con chim trống thì trong lòng ở quay nổi thì về Bình Thuận. Một con em có cụm đen với một con cái dòng siêu gù với màu xanh lợt nha anh em. Con này con mái trước nha, mái mình bắt trước, mình về Long An trước. Con này là con chim mái nha anh. Con này dòng chạy. Gọi tới hai con trống, một con em của con cụm đen với một con dòng siêu vù dây màu xanh lợt của hai anh ở ngoài Bình Thuận nha. Con này là em của con cụm đen nha, với màu đỏ. Của hai anh về Bình Thuận sẵn chung một chiếc xe luôn anh em, vậy nó đỡ phí. Con nãy là con em cuốn cụm đen, còn con này là con dòng chiêu gù nghe dây màu xanh lợt. Mái chơi luôn nè, mái nó gáy chồng. Mình thấy con mái nó ngang mái nó gáy trong này nè. Rồi ba em ha, ba em về Bình Thuận với Long An ha. Chim chưa cho ăn chân mà nó bu rồi nè, gớt con miếng lúa mà nó bu vậy nè, cái mình đổ vô cho nó. Thấy nó bu vô hả? Trong này còn có hai chim nổi nha, hai con hết vậy.
con chim nó đu theo mình với con dây màu này, xanh ấy màu đỏ màu vàng nó màu quanh nè. Mấy chim kia nó bắt ra hết rồi. Mình mới bắt ra một con em của con cụm đen với con dây màu xanh đọt chuối, xanh lá cây, màu xanh lợt á. Giao mà về Bình Thuận. Nè, con này lên nè. Đó con đi ngoài đó, con đó là con màu vàng năm bà quan á. Còn có con chim đó nổi á. Hồi nó gù cho anh em thấy. Chim bữa nay cũng bự rồi, lắm thấy nó cho lỗi đã không. Đây hồi sáng mình chụp ra mình giao hai con rồi, giao cho anh Sơn với ngoài Bình Thuận với người anh kia, hai con rồi. Cho nó ăn hồi nó mới gù nha anh em, nó đang đói nè, nên mình đi làm giờ sáng giờ cái này mới về nó hết đồ ăn thì mới đổ lúa cho nó. Cu 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 thấy cho nó cũng nhát cho nè, nó cũng động, có người lạ là nó sợ, nó đâu có cu pháp nhảy ra ngoài. Bỏ nó vô bài lên trên thấy không, sợ bài lên trên đó, thấy mình chụp cái pháp nè, hỏi lớp xuống lại chút lát xuống lại. Nó bu xuống một con hai con, nó bu là nó sẽ rớt xuống theo anh em, thấy vậy đó, chứ hồi nó con hai con rớt đỡ rớt theo mình. Thấy nó sống cũng bày đàn quan giả lắm. Con nào dạng thì nó sẽ xuống trước nha. Đó, mang lại nè. Nó mang xuống, nó mang lại mới đầu ít, cho đầu nhiều từ nó sẽ bu lại. Bu dồn lại nè. Ngồi xích qua đây mới được, ngồi bên đó. Cái chẳng hay cọng dây một hồi cái nó quật mình luôn. Nãy thì nó muốn bắt, nó thấy sáng sáng là nó ụt. Xíu gấp xuống lại. Đó. Bắt đầu gớt từ từ xuống theo nè. Mau lắm, gớt xuống gớt mau lắm. Cho nó ăn chút xíu rồi nó sẽ bay lên, mình sẽ
quay cho anh em xem thôi nè. Ở dưới này nó không có gù nhiều đâu, nó không có cự, không có đá nhiều đâu, tại dưới này mình thấy còn có hai con chim nổi nha. Con này nè, con này nổi nè, con đi ngay chân mình nè, con dê màu vàng năm màu quan nè. Thằng chim này thấy to con, tướng tổm nó nè. Mình nghĩ là một cặp của nó là cặp trống luôn á nè, hai con bằng nhau luôn, gian nhau vậy đó, hai con gù chứ. Con đó thổ đồng nha, tiếng cũng tốt lắm, đây hồi nó gù anh em nghe nè, thấy là nó gù. Dê bọc ở đây là sao? Hồi nó gù cái gì, muốn gù rồi đó thấy không? Thấy nó đứng cũng chậu với thằng ta ha. Đi qua đây nè, tiếng thổ động rất tốt. Con có bồ cường sáng bự nữa nên nó đi gần mình nhất. Thôi trên này chim cặp. Khi mấy con trong này thì nó tháng bự tháng nhỏ bắt cũng đủ thứ này nè. Mình bắt anh em bắt chim mấy tháng thì mình sẽ đưa anh em, mình sẽ tính tiền lúa tùy theo cái con chim, tùy theo cái độ tháng của nó nha. Cái gì chứ, cái chưa có mấy con nổi, nhiều mấy con nào nổi, mới có hai con chim nổi trong này thôi. Vừa ẩm qua bốn con bắt ra mình chia sẻ hết rồi. Dưới còn con dây màu đen xanh là bắt ra đó, nó gù đó, nãy giờ mình nói nó đó, dây vàng năm màu quanh á, tiếng thổ đồng rất tốt. Còn nói với con chim nó đu theo mình hả, hai con này dưới đây, con này là con cặp đó nè đó, con đó cặp đó đó, với con này là con cặp, hai con bành cây này, hai con này con cặp nè, hai con bằng nhau, bành với lô luôn. Rồi đó có con gì, con đó con dòng gì chạy nghe nè, con đó nhỏ tháng hơn con chim dây màu vàng năm màu quanh này, con đó dòng chạy màu dây vàng á, mình đổi con máy khác, mình đổi với con dòng chạy đó là mình đổi con máy, cái tiếng máy nó ghê lắm, bởi vì nó bò cái tiếng nó hơi gần gần giống mẹ nó đó. Anh em con năm màu quanh đấy nè, tắm đi, con năm màu quanh mình nói nãy đó, nặng cặp đó đó, đó con gù đó, còn đây con gù nữa, đó là hai con gù, con đó gù với con này nè, nè con này với con đó là cặp nè, hai con nào cũng gù, mà con đó mình rút con dây trắng giò rồi, con này mình không có rút để mình làm dấu rồi, con nào đập máy nó mình biết, có mình chụp dính con là mình bắt ra là mình coi con nào nữa nó dễ biết, đập máy là mình dễ biết, chụp hai con ra hết nè, chụp ra con mình rút con đó mới gù sao là nó có rút dây giò mà trắng rồi. Còn con bên đây thì không có rút, tại vì hai con cặp mình phải rút cái cho dễ biết, nếu có con nào đập máy thì mình biết để con có rút dò hay không rút.
con này thổ, thổ dòng mới nè, bố cũng có chưa gù mà chưa gù cũng không dần. Cặp chim này cặp chim mới luôn, ra tiếng thổ rất tốt này nè, ra thổ nó ra muốn ra thổ sấm chứ tiếng tốt lắm. Thỉnh thoảng mới nghe nó về, nó gù, nó chưa có nổi, chưa căng hôn. Con này là con vít chi trắng nè, đó đứng chỗ gốc cột đó, đứng một đó, con vít trắng mới gù nãy nè, là cặp đó. Còn về đó là còn về em của con cụm đen với màu đỏ, khoe đó nó hung khó ăn đó. Nó mang về màu đỏ đó ha, mình chim đó chim lẻ hung lắm. Chim cặp, chim đây chim cặp, nó còn còn mới nổ kìa. Con nói con dùng chạy mới đó, dây màu xanh lè xanh lét như đột túi non. Con nói mình nghĩ chim mái trong hai chim trống, tại bữa mình thấy nó đu theo con dây cùm đen á, ý đu theo con dây màu đen á, nó ăn lên thế này. Mới đu con theo con dây màu đen đen xanh đó, rồi mình bắt con đi màu đen xanh ra rồi nó đứng nó kêu nè. Hôm nay mình chỉ nghĩ là con mái thôi, không có con trống đâu. Nhưng mà mình thấy đầu nó rất to, tướng nó thì cao ráo, mình cũng biết được. Bù xuống lại ha. Giờ mình phải chờ xem con nào nổi nữa thôi nha anh. Chứ mình thấy hiện tại giờ cũng có dòng con, còn có con dây màu vàng năm màu qua nè, một cặp của nó mà mình thấy nó giống hai con trống quá. Để mình quay cái con cặp em nó trong lần đây nè, cặp em đó nè, cặp em con dây năm màu qua mới gù á. Cặp này nó nằm cái giá nó cũng 2 triệu nha anh. Cái này bộ lông quy nó rất đẹp, rất dày. Chim này ăn mạnh rồi. Cái dòng chiêu gù này có người khách bắt này anh em. Cặp chiêu gù này, cặp chiêu gù này khách bắt rồi nha, khách gửi tiền cọc khách 1 triệu rồi, còn 1,5 triệu nữa. Khoảng tuần nữa thì chắc khách bắt. Cái mặt giờ cái dây chỉ dằn giờ mặt cái mặt nữa. Chim nhỏ gì đừng có khẳng định được anh em, không khẳng định lấy con này trống con này mái, không khẳng định được đâu anh em, chỉ chắc thôi anh em, không chắc chắn được gì. Con dòng chạy marathon nó nở con mình nó đỡ, mình đẻ con trứng mình đem ra con này cho đẻ ấp giờ đỡ được con. Con vàng năm màu quan nó đi lên, con này có gút con dây trắng mình giấu. Bữa mình cũng thấy nó gượt nó gù và mầm rồi mình mới chụp mình rút đó. Rút nó vậy thôi chứ để thử hai con nào đập máy thì mới chắc ăn. Cái gì chứ dòng chim này còn dòng chim tơ không anh em? Không có còn chim cứng tháng già tháng nè. Có cặp chim màu dây đen xanh nó cứng tháng,
gần 5 tháng mình mới bắt ra rồi. Bây giờ còn trong này thì con chim nó đu theo mình đó, thì con đó nó làm chủ với một cái con dòng dòng dây màu vàng năm bằng quanh. Chứ mình cũng thấy mấy con chim dòng vù chạy nổi mới nè, vù chạy chưa biết em làm nha anh. Rồi đúng rồi, vàng năm bà quan anh em ơi, vàng năm bà quan không rút, không có rút dây màu trắng như giờ thấu đồng. Mình mới quay cặp em đó, cặp em nó trên lồng, trong cái lồng, trong cái chim còn trên ổ đó. Cặp đó thì giá nó nằm 2 triệu anh. Tại chim của mình thì đổ dòng anh em bắt thì dòng F1 tất cả hết, cho nên mình không có bán như những anh em khác được anh em. Những cái chạy chỗ hoặc là chỗ khác có đổ bán từ 1 triệu, triệu 2, triệu rưỡi gì đó thì không so sánh được anh em. Tại vì bắt chim này anh em mua cặp chim này về anh em đổ anh bán là gì thì nó rất là ok anh em. Còn như mấy cái chỗ chạy của người ta, chạy lớn của người ta cả đất nước này thì người ta sẽ nhập về thì người ta sẽ không có bán cái giá 1 triệu ngoài được nha, giá triệu ngoài là không thể bán được, nói chung là không thể bán được luôn. Tại một năm đổ đâu có nhiêu cặp đâu nè, giỏi lắm là 4-5 cặp chim, 5-6 cặp chim là hay lắm rồi. Cái dòng của con lèo của mình đổ dòng siêu vù đó rất là dày nhưng mà mình chả có đổ được gì hết. Từ trước tới giờ mình đâu có bán được nhiều cặp viên nữa, hình như là có 4 cặp viên, còn nhiều mấy con lẻ lẻ gì đâu không mà chả đổ được luôn. Bắt ra liền liền, bắt ra đem vô, bắt ra đem vô liền liền luôn, không đổ được, khó ăn quá, dòng đó khó ăn. Bây giờ mình đang hiện tại mình bắt nó ra nữa rồi, chưa có cặp nào cho giờ bắt ra nữa rồi anh nè. Con dây vàng number one